Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ 0 giờ ngày hôm nay 22 tháng 3, chính thức áp dụng miễn đăng kiểm xe mới và kéo dài chu kỳ kiểm định một số loại phương tiện cơ giới. Thông tư này sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục của thông tư cũ, trong đó có hai nội dung đáng chú ý. Miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng, điều kiện của phương tiện để được áp dụng quy định này là có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. 2. Điều chỉnh chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng. Thời gian sản xuất đến 7 năm, chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm trước đây là 12 năm, chu kỳ giữ nguyên 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 20 năm, chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng. Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định bà tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 5 năm, chu kỳ giữ nguyên 6 tháng.